Hello, tôi Hải Dương xin kính chào quý khách nhé. Hôm nay thì thời tiết Hải Dương trưa thì rất là nắng và nắng quá nên là em Hương lười nên là em xin phép nghỉ buổi live. Buổi tối ngày hôm nay thì em Hương lại có việc bận nên là không thể live stream trực tiếp buổi tối được. Nên hôm nay em sẽ quay một video ngắn này về những mẫu xe, những đầu xe mới đang được về bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Những bác nào mà đang quan tâm về mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em và nhấc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Em về thêm rất là nhiều 5 chỗ ngồi gầm cao Tucson này. Trước mắt khách hàng là một chiếc Tucson máy xăng 2 cầu số tự động đời 2011, 5 chỗ ngồi, động cơ trang bị 2.0. Nếu như về giá thì em sẽ inbox riêng cho mình xuống dưới nhé. Em nay em muốn chạy một cái bài không nói về giá nè, để cho khách hàng nhà mình có thể nhìn được nhiều video, nhiều mẫu xe bên em nhé. Còn đây là chiếc xe Xpander đời 2020, đời mới nhé. Form dáng mới đời 2020 Xpander với lớp sơn màu lâu đẹp xin nhan trên gương. Máy eco, động cơ trang bị 1.5 số tự động đẹp đời 2020 bản lắp ráp trong nước nhé. Nếu như mà bản 2019 là nhập Indonesia thì sang đến đời 2020 này của em Hương sẽ là bản lắp ráp trong nước rồi. Xin nhan trên gương, phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Đây ạ, hỗ trợ chống trơn trượt đầy đủ, màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm, khẩu lệnh trên vô lăng. Số tự động đẹp cho em Hương đây ạ. Một siêu phẩm Xpander đời 2020. Nước sơn màu lâu đẹp, phanh ABS chống bó cứng, zin đẹp toàn xe. Tucson cũng vậy luôn, cửa sổ trời toàn cảnh đầy đủ cho em. Đời 2011 nhập khẩu, động cơ 2.0, 2 cầu số tự động đẹp, số tự động đây nhé, 5 chỗ ngồi gầm cao SUV. Đèn bi salon, gương kính thì cụp chỉnh tự động xin nhan trên gương, đề lổ thông minh, màn hình giải trí rồi. Dàn lốp cực kỳ dày dặn luôn. Xpander 2020 đây ạ, 1.5 máy eco. Còn nếu như mà với cái phân khúc tinh tế mà nó thấp hơn một chút thì em còn có Innova nhé. Innova đời 2007, em này số sàn, động cơ trang bị 2.0. Giá, quên không nói giá nhé. Động cơ trang bị 2.0 bản G xịn, không taxi và cũng không khoan độc đâu. Nước sơn thì rất là đẹp luôn. Và bên đây thì em còn mới về thêm một siêu phẩm Accent đời 2011. Accent đời 2011 nhập khẩu, nước sơn màu đỏ đẹp, động cơ trang bị 1.4. Gương kính thì xin nhan trên gương, vừa kính thì cụp chỉnh tự động cho em rồi. Động cơ trang bị 1.4 đời 2011 Accent nhập khẩu đây. Màn hình giải trí, phanh ABS đầy đủ rồi, sơn xi đẹp, máy số ngon, zin đẹp toàn xe cho mình, một dàn lốp dày dặn, xin nhan tích hợp trên gương. Cam kết khi mua xe bên em Hương là không đâm xô và không ngập nước các bác nhé. Ghế da bên trong thì cực kỳ cao cấp luôn. Màn hình đầu đài nguyên bản theo xe, Accent nhập khẩu 2011 số tự động đẹp. Bên đây thì em còn có một chiếc xe bán tải này. Một chiếc xe Isuzu bán tải đời 2016, đăng ký lăn bánh là cuối tháng 12/2017, tương đương với một chiếc xe đời 2018 rồi. Máy số zin, sơn zin xịn sò, biển Hà Nội, đèn bi salon, xin nhan trên gương. Isuzu D-Max nhập khẩu, số tự động, 2 cầu máy dầu. Ốp hết mạ chrome tay lắm cửa rồi, nẹp chân kính vỉ chắn mưa đầy đủ rồi. Màn hình giải trí, màn hình cam hành trình cũng có đầy đủ luôn các bác nhé. Số tự động này, nghe gọi đầy đủ trên vô lăng. Đấy, màn hình này, bác nào mà yêu thích dòng nhạc bolero thì bác chủ cũ này nghe nhạc bolero rất là nhiều. Có màn hình đầu hỗ trợ đầu DVD và bên trong còn rất là nhiều màn hình. Rất là nhiều đầu DVD đẹp các bác nhé, em sẽ tặng luôn cho mình. Đấy, zin đẹp toàn xe luôn, từng con ốc nhỏ nhất cũng zin. Chiếc bán tải này của em Hương thì đã lên thùng cao rồi. Lên thùng cao rồi nha các bác nhé. Hôm nay thì em còn mới về thêm một chiếc xe EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao, nhưng em quay nhá trước thôi. Ngày mai thì trong 11:30 ngày mai thì em sẽ báo giá trực tiếp cho mình. Còn chiếc này thì vừa mới về, xin nhan trên gương đầy đủ rồi. Bản cao cấp của em Hương đây ạ, EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao, nước sơn màu lâu đẹp. Em này cũng là số tự động nhé. Động cơ trang bị 1.5 bản lắp ráp trong nước, màn hình Bilotic đầy đủ rồi. Em này thì chưa có đầy đủ thông minh giống những chiếc con xe trước, nhưng được cái là dàn lốp rất là dày dặn và bộ mâm thì cực kỳ thể thao luôn. EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao. Phía sau thì còn có một siêu phẩm Fortuner máy xăng. Fortuner máy xăng số tự động 1 cộng. Đây ạ, Fortuner máy xăng số tự động đẹp và em này là 1 cầu nhá. Biển Hà Nội. Bản này là bản 2.7, lên đèn halogen đầy đủ rồi. Gương kính thì cụp chỉnh tự động cho em, xin nhan trên gương. Màn hình giải trí, đề lổ thông minh đầy đủ rồi. Fortuner máy xăng 1 cầu số tự động đẹp đấy ạ. Bên cạnh đây thì em còn có những dòng xe quốc dân, dòng xe dân dã nhất cho khách hàng nhà mình.
đó là những chiếc dòng xe như i10 này. i10 thì em có màu trắng, màu đỏ và màu bạc. Trước mắt khách hàng là một chiếc xe i10 màu đỏ đời 2015 nhập khẩu, động cơ trang bị 1.0. Bản 1.0 2015 nhá, i10 đây. Lên bộ dàn mâm thể thao rất là đẹp, mâm đúc thể thao rồi. Lốp láp thì còn rất là dày dặn luôn, ghế da vẫn là ghế da vải này, nhưng em này cũng có màn hình giải trí đầy đủ rồi. i10 màu đỏ đây ạ. Đằng sau thì em còn có một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao. Em này đến từ nhà Kia, Kia Sportage phiên bản giới hạn, tức là bản limited đấy ạ. Một chủ sử dụng gốc Hà Nội, một chủ sử dụng luôn, máy số zin đẹp. Đèn bi salon, đèn gầm đầy đủ rồi, xin nhan trên gương. Đời 2010 với động cơ trang bị 2.0 5 chỗ ngồi gầm cao. Cửa sổ trời toàn cảnh này. Xin nhan trên gương, một dàn lốp 5 chấu dạng phay cực đẹp luôn. Lốp láp dày dặn, cửa sổ trời toàn cảnh đầy đủ cho mình rồi. Công nghệ nhá, sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế đầy đủ cho em. Bên đây thì còn có một chiếc Accent này. Accent đời 2019 số sàn. Động cơ trang bị 1.4 với nước sơn màu lông đồng đẹp này. Accent mới kính cong luôn, 2019 form dáng mới. Điều đặc biệt là em này là số sàn nhá. Tay nắm cửa ốp hết mạ chrome rồi, xin nhan tích hợp chân gương. Đầy đủ màn hình giải trí này, đèn bi salon này, đèn gầm đầy đủ, biển 60. Biển 60 các bác nhá. Bên cạnh chiếc xe này thì em còn có một chiếc xe Accent nữa đây. Accent đời 2018 ạ. Đời 2018, chiếc màu lâu sẽ là 2019. Còn Accent đời 2018 màu đen số sàn đây ạ. Hiện tại thì em có vừa số sàn vừa số tự động, nên các bác nào có muốn trải nghiệm cảm giác đi xe số sàn hay tự động em đều có này. Em này cũng là biển 98 này. Lên đèn bi salon này, hệ thống phanh ABS, zin nhan trên gương. Có giải đèn LED rồi. Động cơ trang bị 1.4, số sàn bản lắp ráp trong nước, Accent 2018 đây. Innova này thì em có khách cọc rồi thì em xin phép bỏ qua này. Bên đây còn một siêu phẩm phân khúc hạng D, một chiếc xe Hyundai Sonata, biển Hà Nội, nước sơn màu bạc đẹp, phân khúc hạng D. Đời 2009 nhập khẩu, số tự động, động cơ trang bị 2.0 các bác nhé. Động cơ trang bị là 2.0, quá là tuyệt vời cho những dòng xe phân khúc hạng D, đi cực kỳ đầm xe luôn. Tiếp tục bên đây thì em còn có một chiếc bán tải này. Một chiếc bán tải 2 cầu, máy dầu, số tự động đẹp, đời 2013. Đăng ký lăn bánh lần đầu là đời 2014 ạ. Đăng ký lăn bánh lần đầu là đời 2015. Động cơ 2.5, số tự động đẹp, 2 cầu, máy dầu nhập khẩu ạ. Đến từ thương hiệu Nissan Navara, biển Hà Nội, nước sơn màu xanh đẹp. Cam 360, màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi. Em này thì cũng lên thùng thấp rồi các bác nhé. Cũng lên thùng thấp rồi. Bên đây thì có những dòng xe tập lái này, như chiếc Spark này. Tập lái cho mình, giá đấy thì đơn giản thôi, tập lái Spark, tập lái đây. Còn em này là một chiếc xe Gentra bản sedan 2 đầu, đời 2008, số sàn, động cơ trang bị 1.5 đây ạ. Em này thì thay chiếc xe máy cho mình nhé, hai chiếc xe này thay chiếc xe máy cho mình. Bên đây thì có hai chiếc xe cũng thay xe máy cho mình, thay xe chở hàng cho mình, nếu như bác nào ở vùng cao. Isuzu máy dầu này, đời 2004. Đời 2003, biển Hà Nội, một chủ sử dụng Isuzu máy dầu. Isuzu máy dầu đời 2006 này, các bác công trình công trường, nước lội đi quá là ok luôn. Bên đây thì em còn về thêm Chevrolet Aveo đời 2018 này, đời cao. Đời 2018 1.4 số sàn em. Động cơ là 1.4 5 chỗ ngồi các bác nhé, đèn halogen có, đèn gầm đầy đủ rồi. Dòng xe i10 quốc dân thì em hương về rất là nhiều. i10 quốc dân thì em hương có đời 2015 nhập khẩu, số tự động, động cơ trang bị 1.2, bản đủ, biển 37. Lốp mâm rất là đẹp, dày dặn, zin nhan trên gương. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa, đề lổ thông minh và màn hình giải trí đầy đủ rồi. Kia Morning thì em hương cũng rất là nhiều luôn. Hôm trước thì em có lên một video về Kia Morning rồi, hôm nay em lại quay lại cho mình đây ạ. Kia Morning đời 2016 nhập khẩu, bản này lắp ráp trong nước nhé. Động cơ trang bị là 1.25, nước sơn màu xanh. Kia Morning đời 2016, bản lắp ráp trong nước, động cơ trang bị 1.25, nước sơn màu trắng này. Hai em này là cùng đời, cùng tương đương phân khúc này. Bên đây thì còn có một chiếc xe Kia Morning biển Hà Nội, nước sơn màu xanh đẹp nữa đây. Xin nhan trên gương, bộ mâm đẹp, lốp thì rất là dày dặn luôn. Kia Morning đời 2010, bản này cũng là bản lắp ráp trong nước, động cơ trang bị cũng chỉ 1.0 thôi, số sàn, số tự động, em sửa số tự động nhé. Số tự động đẹp, biển Hà Nội, thay chiếc xe máy đi lại cho mình, tránh mưa tránh nắng đây, xin nhan trên gương, máy số ngon, mâm đúc thể thao xịn sò rồi ạ. Tiếp theo bên đây thì còn có Santa Fe này, Santa Fe bản Gold máy dầu nhập Hàn Quốc 2.0,
chở người hay chở hàng thì đều ok nhá. Em này đời 2002, đăng ký lăn bánh là 2007, động cơ trang bị 2.0 số tự động 7 chỗ ngồi màu vàng đẹp, Santa Fe bản Gold, màn hình giải trí cam lùi cam hành trình Nhật Hàn các bác ạ. Bên đây thì còn một chiếc xe Mac này, Mac C240 gốc Hà Nội, một chủ sử dụng, máy số ngon luôn. Máy số ngon Mac C240, động cơ trang bị là 2.6 ạ. Đời 2004, số tự động đẹp. Bên cạnh chiếc xe Mac là một em Fortuner. Fortuner đời 2011, số tự động 2 cầu, máy xăng, bản này là 2.7 các bác này. Biển Hải Phòng, nước sơn màu đen đẹp, gương kính thì cụp chỉnh điện tự động cho em. Đèn bi salon, form dáng gầm cao, máy số thoáng ngon đẹp đây ạ. Fortuner đây nhá. Vios thì em còn có màu đen này và Vios màu trắng. Chiếc xe Vios màu trắng này là bản limo, đời 2011, động cơ trang bị 1.5. Số sàn và bản lắp ráp trong nước, Vios màu trắng đẹp đây ạ. Innova, có Innova đời 2008 nữa, số sàn, động cơ 2.0, 7 chỗ ngồi, có Innova màu bạc, biển 38 này. Quay tiếp sang bên đây ạ. Bên đây sẽ nhiều nhất là những dòng xe em Hương mới về, mới cập nhật bên em. Nhiều nhất vẫn là dòng xe i10. Ở đây thì em Hương có một siêu phẩm i10 đời 2014, động cơ trang bị 1.0, số sàn lên mâm đúc rồi, dàn lốp dày dặn đẹp, ghế da cao cấp, xi nhan trên hông. 2014 nhập Ấn Độ nguyên chiếc i10 2014 này. i30 bản Brown cao cấp full kịch đời 2010, nhập khẩu, nhập Hàn nguyên chiếc. Số tự động đẹp, cửa sổ trời toàn cảnh, xi nhan trên gương, đầy đủ đề lỗ thông minh và có màn hình giải trí nhé. Một dàn lốp dày dặn đẹp, phanh ABS và em này có luôn một bộ mâm rất là chất chơi thể thao luôn. Đèn bi salon, có đèn halogen và đèn gầm đầy đủ rồi. Em út của nhà i10 thì em có chiếc xe i10 đời 2008, nhập khẩu, số sàn, động cơ trang bị 1.1. Động cơ trang bị 1.1 có chiếc xe i10 đây ạ. Nhập khẩu, số sàn, biển Hà Nội, máy số ngon, sơn xi sạch đẹp. Sơ bắc số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi thì em có đây. Mới lấy bằng, mới tập lái thì em có sơ bắc số tự động đây ạ. Đời 2015, động cơ trang bị 1.0, số tự động đẹp và đăng ký 5 chỗ ngồi. Xi nhan tích hợp chân gương, form dáng siêu nhân, tay nắm cửa ốp mạ chrome cao cấp rồi. Màn hình giải trí đầy đủ cho em, điều hòa thì mát lạnh. Trang bị 2 túi khí an toàn trên ghế phụ và trên vô lăng nhé. Em này là số tự động đây ạ, form dáng nhỏ gọn xinh xắn đây. Mâm thể thao, dàn lốp dày dặn, phía sau thì có hai mắt cảm biến này, cam lùi đầy đủ rồi cho chiếc xà bắc số tự động của em Hương. Một chiếc xe Kia Morning bản LX của em Hương cũng mới về nhá, màu xanh đẹp. Kia Morning đời 2006, đăng ký lăn bánh là 2010, số tự động đẹp. Thay cho em một chiếc xe máy đi, nếu mưa như ngày hôm nay mà đi xe máy gió to thì không thể lái được, thì đi ô tô nó sẽ an toàn hơn cho mình, mà cái tầm kinh tế nó cũng chỉ vừa phải thôi. 1.0 số tự động, bản nhập khẩu đẹp cho chiếc xe Kia Morning, biển Hà Nội, nước sơn màu xanh đẹp, sơn xi sạch đẹp và máy số ngon. Thay một chiếc xe máy cho em. Bên đây thì em cũng về thêm chiếc xe Kia Morning đời 2016, động cơ trang bị 1.25, màu vàng zin đẹp nhé. Đèn halogen, có đèn phá xương, đèn gầm đầy đủ rồi. Và em cũng đã lên cho em nó một bộ mâm lăm chấu dạng siêu nhân như thế kia, nhìn rất là đẹp luôn. Động cơ 1.25, màn hình giải trí đầy đủ rồi nhé, Kia Morning đây ạ. Nếu như thích dòng xe Kia Morning số sàn hay số tự động, bản lắp ráp trong nước hay là bản nhập khẩu thì em đều đáp ứng đủ cho mình, quá là ok luôn. Còn đằng sau đây thì em còn có một chiếc xe nữa đây. Em này cũng là Kia Morning biển D nhưng mà mới về. Mới về em sẽ xin phép bỏ qua nhé, mai em cập nhật thông tin em sẽ báo cho mình. Lancetti EX đời 2009, động cơ trang bị 1.6, số sàn, thay chiếc xe máy cho em Hương này. Biển Hà Nội 4 số, một chủ sử dụng từ đầu. Xin nhan chân hông, form dáng sedan 2 đầu, chuẩn xe cán bộ EX, máy to cực kỳ đẹp luôn. Sơ bắc, thay cho em một chiếc xe máy Vision đi. Sơ bắc đời 2010, động cơ trang bị 0.8, ăn xăng như ngửi luôn. Ăn xăng như ngửi các bác nhé. 0.8 thôi cho chiếc xà bắc, thay một chiếc xe cố số của em thôi ạ. Một siêu phẩm nhập Hàn nguyên chiếc Lancetti SE đời 2009, động cơ trang bị 1.6, số sàn đẹp đây ạ. Lên đèn halogen, đèn gầm đầy đủ rồi, nhập Hàn, máy số ngon, lốp láp đẹp, thân vỏ chắc chắn luôn.
Lacetti SE bản sedan 2 đầu, nhìn form dáng cực kỳ sang luôn. Màn hình giải trí đầy đủ cho em, tổ hợp phím bấm thì em này chưa lên, nhưng có túi khí an toàn. Máy số thì cực ngon luôn. Bên đây thì em về thêm một chiếc xe Spark 5 chỗ ngồi nữa đây. Thay một chiếc xe máy thì có Spark các bác này. Spark số sàn đăng ký 5 chỗ ngồi đời 2011. Em này với động cơ 0.8 cũng là siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em. Sơn xi sạch đẹp, máy số thì rất là ngon luôn. Xe DX với cái tiêu chí khách hàng nhà mình là bền, đẹp và sang và vừa kinh tế thì em có xe DX đây. Xe DX đời 2009 nhập khẩu, số tự động đẹp. Động cơ trang bị 1.6, số tự động nhập Hàn nguyên chiếc này. Sơn xi sạch đẹp, cửa lóc đầy đủ, đề lổ thông minh, cam lùi, cam hành trình. Nếu như mà với cái đủ công nghệ mà tầm kinh tế vừa thì xe DX là sự lựa chọn hoàn hảo các bác nhé. Đời 2009, động cơ trang bị 1.6, số tự động đẹp đây. Bên đây thì còn có một chiếc xe Y10 biển Vĩnh Phúc. Y10 màu trắng đẹp, em này bản đủ, số tự động đẹp. Đời 2017, động cơ trang bị 1.2. Gương kính thì cụp chỉnh auto tự động cho em. Đèn halogen, có đèn gầm lốp dày. Phanh ABS chống bó cứng này. La răng 5 chấu dạng phay đẹp xoáy như thế kia. Phím mở một chạm thông minh trên cánh cửa. Đầy đủ combo cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí, phím mở một chạm thông minh và cảm biến va chạm phía sau. Ở đây thì còn có một siêu phẩm Corona Antis đời 2010. Corona Antis đời 2010, số tự động đẹp đây ạ. Động cơ trang bị là 2.0. Corona Antis 2010, động cơ trang bị 2.0, số tự động đẹp, form dáng xịn sò luôn. Tư nhân sử dụng biển Hải Dương. Bên cạnh đây thì còn có hai chiếc Mazda đời 2009 và 2010. Mazda 3S màu đỏ nhập khẩu đây ạ. Nước sơn màu đỏ đẹp, xi nhan trên gương và xi nhan trên hông. Bản sedan 2 đầu, cửa lắp đầy đủ cho em. Nhập khẩu 2.0 đời 2009, số tự động đẹp. Bên đây thì còn có một chiếc Mazda form dáng chú hề bản hatchback. Bản hatchback này là đời 2010. Động cơ trang bị em này thì sẽ thấp hơn nhé. Em này bản nhập khẩu mà động cơ trang bị chỉ có 1.6 thôi. 5 chỗ ngồi bản hatchback, cửa lóc đầy đủ cho em, xin nhan trên hông. Giá đèn bi salon có giải đèn led định vị rồi, cực kỳ xịn xò luôn. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm nữa đây. Một siêu phẩm Accent. Accent đời 2019, em này là số tự động đẹp đây. Động cơ trang bị 1.4 nhập khẩu 2019, form dáng mới rồi, zin đẹp từng con ốc luôn. Bao test hãng toàn quốc cho mình, dù là test hãng nào 72 tư thế test luôn cho em đi ạ. Biển 99, đèn bi salon, giải đèn led. Đèn và gầm cũng là đèn led luôn nhá. Dàn lốp dày dặn, order chuẩn của em này là 2 vạn các bác nhá. Màn hình giải trí đẹp rồi, đề lổ thông minh, zin từng con ốc đẹp. Đời 2019 1.4, số tự động đẹp, có Hyundai Accent đi ạ. Một chiếc xe nhập Hàn nguyên chiếc, số tự động đời 2015, động cơ trang bị 1.5 biển 20A. Nước sơn màu trắng đẹp, lên đèn bi salon. À, đèn halogen, đèn gầm là đèn bi các bác nhé. Gương kính thì cụp chỉnh tự động cho em. Xin nhan trên gương đầy đủ rồi. Kia Rio đời 2015, nhập Hàn nguyên chiếc. Màn hình giải trí đầy đủ cho em, cỡ lớn này. Đề lổ thông minh, ghế da zin cao cấp. Thì lên bộ áo ghế rất là xịn xò luôn. Tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng, túi khí an toàn. Ốp hết mạ chrome, tay lắm cửa, lẹp chân kính rồi. Xịn xò cho em luôn nhé. Zio đây ạ, Zio đời 2015. Em về được một cặp Zio đời 2015 luôn các bác ạ. Chiếc xe này cũng là Kia Zio. Chất lượng và cái tiêu chí thì nó giống nhau y hệt chiếc bên này. Chiếc này thì là biển số 23, em này là biển 20, em này là biển 23. Thân vỏ thì cực kỳ chắc chắn luôn. Đều đầy đủ màn hình giải trí, cam lùi, cam hành trình. Đèn bi salon, giải đèn led định vị. Em này thì lên đèn bi rồi. Em này lên đèn bi rồi, đèn gầm hay là đèn pha thì đều là đèn bi này. Động cơ trang bị cũng là 1.4 đầy đủ cho em. Gương kính thì auto, bản sedan 2 đầu. Lên bộ mâm, rất là đẹp. Hệ thống phanh ABS, lốp láp dày dặn này. Bên đây thì còn có một chiếc xe Hyundai i30 đời 2008, nhập khẩu, động cơ 1.6, số tự động. Nhập khẩu với lốp sơn màu xanh đẹp. i30 em đang có sẵn 3 chiếc. Một chiếc là đời màu trắng, một chiếc màu bạc và chiếc này là màu xanh. Màu xanh đẹp bản nhập khẩu đời 2008 đây. Đầy đủ sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế, cửa lóc đầy đủ, số tự động đẹp. Lên đèn bi salon, màn hình giải trí, đề lổ thông minh đầy đủ rồi nhá. Đây là chiếc xe i30 màu xanh. Còn bên đây thì có một chiếc xe i30
màu trắng đây ạ, nhập hàng nguyên chiếc biển thủ đô Hà Nội, lên đèn bi salon này, lốp láp dày dặn rồi. Bản này sẽ to hơn, dung tích to hơn là bản i30 màu xanh các bác nhé. Gương kính auto tự động, sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế đầy đủ cho em. Đời 2009, động cơ trang bị 1.6 i30 màu trắng đẹp, bản full kịch crown cao cấp, cửa lóc xịn sò. Bên cạnh những chiếc xe Accent màu trắng, màu bạc, màu lâu, màu đồng và màu đen, thì em có chiếc Accent nhập khẩu bản blue cao cấp màu trắng đẹp. Xin nhan chân gương, cửa lóc đầy đủ, động cơ trang bị 1.4, nhập khẩu đời 2015, lốp láp dày dặn, phanh ABS, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Và nhiều nhất trong bên em Hưng vẫn là những dòng xe Vios, những dòng xe Vios đời vừa tiền, cũng như là chiếc xe đây, một chiếc xe i10 đời 2015 mới cập bến bên em, siêu phẩm mới về bên em Hưng đấy ạ. i10 đời 2015 nhập khẩu, các bác có đi gia đình hay là dịch vụ thì đều ok. Động cơ trang bị là 1.0, số sàn đăng ký 5 chỗ ngồi. Xin nhan trên hông, đèn halogen đầy đủ rồi, màn hình giải trí có rồi. Và cũng như là em này thì được lên bộ áo da mới nhá. Màn hình giải trí cỡ lớn này, áo da mới xịn sò cho em, hai màu cực kỳ nóng bỏng. Bên trong đây thì còn rất là nhiều xe nhưng em xin phép được bỏ qua. Bên trong đây thì vẫn còn bán tải này, Mazda 3, phanh tay điện tử này, và những dòng xe 7 chỗ ngồi, Captiva, Vios, rất là nhiều xe luôn. Em xin phép bỏ qua, em sẽ quay một video ngắn thôi, những dòng xe em sẽ báo giá. Em sẽ quay gọi là một số dòng xe thôi. Đây là một chiếc xe Kia Carden 7 chỗ ngồi đời 2010, số tự động đẹp, động cơ trang bị 2.0, đi gia đình hay công trường đều ok. Với lớp sơn màu lâu đẹp, đầy đủ công nghệ cho em hỗ trợ trơn trượt đổ đèo này. Biển 38 nhá, 2.0 7 chỗ ngồi đời 2010, có Kia Carden đẹp đi nhá. Hai siêu phẩm là hai chiếc xe Kia Rio nhập Hàn đời 2015 của em cũng quay qua rồi. Accent form dáng mới màu đỏ đẹp đời 2019, có chế độ liếc đèn theo vô lăng, form dáng mới zin đẹp từng xe. Em này có hỗ trợ cho em là liếc đèn theo vô lăng nhá, khi các bác quay vô lăng thì đèn của nó thông minh lắm ạ, nó sẽ đi theo vô lăng của mình và chiếu sáng khu vực mình cần đang đi nhá. Ở đây thì em còn có một siêu phẩm nữa đây, toàn siêu phẩm thôi. Một chiếc xe Camry đời 2009 nhập đài 2.0, số tự động đẹp. Một chiếc xe đến từ nhà Toyota Camry này, form dáng cán bộ, biển thủ đô hà, biển 37, 4 số một chủ này. Một chiếc xe Corona Antique đây, cũng là thương hiệu đây, lồi đồng cối đá, đến từ nhà Toyota. Chiếc Camry nhập đài 2.0 đời 2009, số tự động 5 chỗ ngồi này, số tự động đẹp, máy số thì ngon, lên đèn bi salon đầy đủ cho em rồi. Bên đây thì còn có một chiếc xe Innova Hà Nội này, một chủ sử dụng, không taxi, không dịch vụ và cũng không khoan đục. Innova máy số zin một chủ bản G, số sàn động cơ trang bị 2.0, có cho em là màn hình cũng như là cam lùi đầy đủ rồi nha các bác nhé. Có cả cảm biến va chạm phía sau, Innova bản G xịn Hà Nội đây ạ. i10 thì em Hương vẫn nhiều nhất đây, i10 bản đủ đời 2016 nhập khẩu, động cơ trang bị 1.0, số sàn 268 triệu, ốp hết mạ chrome cao cấp ở phần đèn này, đèn pha phía trước cũng như tay lắm cửa này, lốp láp rất là dày dặn luôn. Phanh ABS chống bó cứng, hai bánh trước xi nhan trên gương, đầy đủ combo cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí, túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, và cũng có luôn cho em là màn hình giải trí cỡ lớn nhé. Ở đây thì còn có một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao SUV. SUV 5 chỗ ngồi gầm cao đến từ nhà Honda, tên rằng là CRV. CRV đời 2009, số tự động đẹp, động cơ trang bị 2.0, cửa sổ trời đầy đủ cho em rồi. Form dáng thì rất là xịn sò luôn. Máy số zin, đèn bi salon, biển Hải Dương, tư nhân một chủ sử dụng. Tư nhân sử dụng các bác nhé, lên đèn bi rồi. 5 chỗ ngồi gầm cao có Honda CRV. Và thêm một dòng xe i10 nữa đây. i10 đời 2015, số tự động đẹp, em có rất là nhiều i10. Đều là màu trắng này, thì chiếc này là màu bạc nhé. i10 màu bạc đẹp, đời 2015 nhập ấn nguyên chiếc, động cơ trang bị là 1.0, số tự động đẹp, biển Hải Dương, đèn bi salon rồi, xin nhan trên gương đầy đủ cho em, màn hình cộng đề lỗ thông minh, cảm biến va chạm, phanh ABS chống bó cứng này. Siêu phẩm Vios này thì đã tìm được chồng rồi, gọi là gì nhỉ, đã đi lấy chồng rồi, em xin phép bỏ qua nhé. Về thêm một chiếc xe Kia Morning với lớp sơn màu lâu đẹp. Em này thì đẹp từ hình thức bên ngoài cho đến bên trong cho đến động cơ, rất là đẹp luôn và phù hợp với nhiều hoàn cảnh gia đình. Một chiếc xe Kia Morning bản SI với lớp sơn màu gọi là gì nhỉ, màu lâu nhạt đẹp nhá, form dáng rất là cứng. Em này và em màu trắng là hai cái màu mà rất là cháy hàng bên em Hương luôn. Em này và em màu trắng này, em này thì màu nó nhã nhặn cứng cáp này. Kia Morning biển 99,
đèn bi salon có giải đèn led rồi. Xin nhan trên gương. La răng này, 5-6 chấu dạng phay đẹp như thế này. Phanh ABS xin nhan trên gương đầy đủ cho em rồi. Tay nắm cửa lẹp chân kính ốp hết mạ chrome cao cấp nhá. Kia Morning này với động cơ trang bị 1.2 số sàn lên màn hình giải trí đầy đủ cho em các bác nhé. Máy số ngon, ghế da bên trong màu cũng rất là nhã nhặn luôn. Nhiều bác không thích màu lòe loẹt xanh đỏ tím vàng thì chiếc xe này từ nội thất ngoại thất thì đều chìm chặn, đều cứng cáp cho mình. Ở bên ngoài thì em còn có một siêu phẩm đây, một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi biển 34 Hải Dương nước sơn màu trắng đẹp, bản sedan 2 đầu đời 2012, số sàn bản lắp ráp trong nước, động cơ trang bị là 1.6 nhé. Chevrolet cờ đuôi bản 1.6 đời 2012, lẹp chân kính đầy đủ rồi, màn hình giải trí cho em này, ghế da xịn sò hai màu, ghế da xịn sò hai màu nhá, màn hình cỡ lớn đây, Chevrolet cờ đuôi form dáng cực thể thao luôn. Hai bánh trước là phanh ABS chống bó cứng đầy đủ rồi, nốt nắp vẫn còn rất là dày dặn và bộ mâm 5 chấu dạng phanh. Và cuối cùng chốt lại trong buổi báo giá ngày hôm nay, trong cái buổi là em hôm nay trưa nay thì em hương lên lắm quá không ai được. Thì đây, cuối cùng trong buổi hôm nay em làm một video ngắn này về những mẫu xe đang sẵn tại bên Lê Hương ô tô Hải Dương. Em này là một chiếc xe siêu nhân Spark, siêu bán tải Spark Van đời 2008, động cơ trang bị 0.8 này. Sơn xi sạch đẹp. Sơn xi sạch đẹp, máy số ngon. Đi thay một chiếc xe số thôi. Đi thay một chiếc xe máy số thôi các bác ạ. Điều hòa mắt lạnh túi khí an toàn. Và đây cũng là chiếc xe công vụ của em Hương hay đi lại đấy các bác nhé. Các bác cứ nghĩ rằng đi bán ô tô thì sẽ đi xe sang hay là gì, nhưng thực chất em chỉ đi Spark thôi. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau cam lùi cũng như có màn hình cỡ vừa rồi. Nên những bác nào mà muốn sở hữu chiếc xe nào của em Hương thì đừng quên hãy nhấc máy và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Hôm nay thì em Hương lên một video ngắn này để cũng như thay lời xin lỗi. Vì mấy hôm trước thì mạng bên em Lê Hương nó hơi trục trặc một chút, nên là đang like thì bị ao ra không thể kịp chào khách hàng được. Thì hôm nay cho em gửi lời chúc sức khỏe tới khách hàng nhà mình. Một tuần mới làm việc hiệu quả, năng lượng và ấm áp bên gia đình. Đừng quên 11:30 các ngày trong tuần thì em sẽ đều có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em. Số hotline của em là 0354602790. Cảm ơn khách hàng đã quan tâm và ủng hộ em Hương trong suốt thời gian qua. Cũng cho em gửi lời xin lỗi nếu như những buộc video của em mà nó bị rồi dừng đột ngột mà chưa thể chào khách hàng thì cho em xin lỗi nhé. Còn bây giờ thì em xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.